Minh được Tử Vi hoan hỉ chào đón quý cô bác, anh chị đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an và sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải. Cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là Tử Vi tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, từ nay tới Tết âm lịch năm 2024, đang khổ ngập đầu, bỗng gặp thời đổi vận, phát tài bất ngờ nếu như nắm bắt được cơ mệnh này. Thưa quý anh chị tuổi Quý Sửu thân mến, nửa đầu năm 2023 của con trâu 1973 là khoảng thời gian trải qua nhiều chuyện u ám, là u ám, chứ không phải buồn sầu. U ám, tức là trầm tĩnh với những màu hồng về cuộc sống của xung quanh, những thất vọng về bản thân, về nhân tâm, những buồn bực về nhân tính, xé đi một bức tranh ảo ảnh để lộ ra một bức tranh đầy tính chân thực về cuộc đời. Suy cho cùng, thì đó vốn là nhân sinh, người ta tưởng tốt, lại không phải là người thật sự chân tâm, người ta tưởng khi ở bên, lại rời xa. Khi trời cao vần xoay biến chuyển, người ta tưởng là tử tế, chỉ đợi công kích phía sau mình, sau cơn mưa, luôn có những tia nắng ấm áp. Nếu biết nắm bắt và tận dụng những căn cơ được tiết lộ sau đây thì có thể chuyển họa thành phúc, giàu lên nhanh chóng, khỏe mạnh thần kỳ, người người ngưỡng mộ. Thưa quý anh chị tuổi Quý Sửu thân mến, nếu có kiếp sau của anh chị nhìn vào anh chị lúc này chắc chắn lắm. Vậy nên, 1973 hãy kiên cường lên nhé. Kiên cường cho những gì mà anh chị chọn lựa, cho những gì mà anh chị tin tưởng, cho những thành tựu đang chờ anh chị ở phía không xa. Thưa quý anh chị tuổi Quý Sửu thân mến, trong cái cõi tạm bợ mờ mịt này, nhiều quý sửu đã có câu trả lời cho câu hỏi tới cuối đời còn lại gì. Quý sửu đoán rằng mình sẽ được an nhàn hạnh phúc bên gia đình và con cháu, nắm trong tay nhiều tài sản, đó là cái kết quý sửu đáng được hưởng. Vì tất cả những vất vả, bộn bè mà bản mệnh đã trải qua, niềm tin của tuổi quý sửu được coi là món quà tuyệt vời, đó cũng là những món quà đặc biệt, ẩn vô hạn với những khả năng vô vàn. Chứa nhiều tiềm ẩn và niềm tin vào tín ngưỡng là một món quà tuyệt vời cho anh chị. Tin vào sự tồn tại của thế giới siêu hình, tin vào nhân quả, để tu tâm dưỡng tính, để làm chủ hành vi, để giữ lại một điểm sáng và ngọn hải đăng đang chỉ đường cho anh chị, mà tiếp tục bước đi đúng mệnh, đúng đạo, đúng lý trí, vững bản tâm, mà kinh qua những tháng ngày bon chen nơi cõi tạm bợ này, vì vậy là một món quà tuyệt vời, nên hãy giữ gìn nó, như giữ lại cái bản tâm của chính quý sửu vậy. Niềm tin đặc biệt nhất mà quý sửu có, đấy chính là niềm tin vào bản thân, tin rằng chỉ cần ta muốn, ắt sẽ làm được, chỉ cần ta cố, thì vạn điều thuận lợi hanh thông, chỉ cần ta nỗ lực, chăm chỉ, ta thực sự nghiêm túc, kế hoạch cuộc đời của ta sẽ thẳng đường thành công. Cái món quà đặc biệt này của quý sửu, lắm khi không phải lúc nào cũng hiện hữu, đôi lần thỉnh thoảng trời trêu. Vạn điều vần xoay bào mòn đi cái sự niềm tin và bản thân mà quý sửu có, lắm lúc ngẫm lại, ta chỉ bị cuộc đời dìm xuống, hèn đi một tẹo đồng hóa rồi, sau cái đoạn từ 2019 đến nay. Với quý sửu không hề dễ dàng, người ngoài nhìn vào không ai hiểu, nghĩ cuộc đời của quý sửu chẳng mấy thứ phải lo toan, thị phi, như không khí hít thở thường ngày, như ăn cơm chẳng thể thiếu, ngày nào vẫn cứ yên lặng mà chiến, tôi không thể phải than, vì cuộc đời quá dễ. Tôi không than thở, để tiết kiệm từng giọt sức, mà chiến đấu với đời, cũng không thể nói cho quy u sửu, bao giờ anh chị chuyển cảnh được, vì nó không quá gần, cũng chỉ biết nói rằng, đến cái đoạn 2024, mọi thứ anh chị làm ở hiện tại, nhìn lại sẽ thấy đáng giá để nỗ lực lắm. Người bước vào đoạn hậu vận trung niên thường thấy cô độc vì mỗi tháng thức dậy, có bao người đang dựa vào mình và mình thì chẳng còn ai để dựa cả. Nên sự lựa chọn duy nhất là hãy kiên cường lên cho những trách nhiệm của mình đang mang. Chỉ có vậy thôi, từ nay tới Tết 2024 có nhiều khởi sắc đáng kể, đón nhiều niềm vui tốt lành và dễ gặt hái được thành công. Xem tử vi thấy rằng cuộc sống của người tuổi quý sửu từ thồn nhỏ đã gặp nhiều khó khăn gian khổ, vì vậy họ sớm ý thức được ước mơ, hoài bão của mình, trưởng thành và đi lên từ hai bàn tay trắng, họ đạt được nhiều thành công
và xây dựng cho mình được sự nghiệp vững chắc, ổn định. Trong cuộc đời, tuổi Quý Sửu có nhiều bạn bè, tri kỷ tốt, mỗi khi hoạn nạn đều có quý nhân phù trợ, giúp đỡ, vượt qua khó khăn. Nếu tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, giúp đỡ những người khó khăn, sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi trong cuộc sống, gia đình hòa thuận, êm ấm, có nhiều truyền thống tốt đẹp từ thời cha ông để lại. Ngay từ thuở nhỏ, nam mạng tuổi Quý Sửu đã ham học hỏi, thông minh, tài trí hơn người, ngoan ngoãn, được mọi người xung quanh yêu quý. Với lòng quyết tâm, kiên trì vượt qua khó khăn, họ sớm xây dựng được sự nghiệp vững chắc, ổn định và có cuộc sống sung sướng, đầy đủ. Dưới đây là thông tin luận giải chi tiết về tử vi 2023 của tuổi Quý Sửu trên 4 phương diện chính trong cuộc sống, sự nghiệp, tài chính, gia đình và sức khỏe. Đối với nam mạng, vận trình công danh sự nghiệp trong giai đoạn từ nay tới Tết 2024 đòi hỏi người nam sinh năm 1973 phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Trong năm con giáp này thường phát triển công việc sẽ khó khăn, song đây cơ bản là những cơn mưa rào để thử sức những người thực sự có quyết tâm. Nếu vượt qua được cơn mưa này, ác sẽ nhìn thấy được cầu vồng, quyết tâm càng cao, thành quả gặt hái sẽ càng lớn. Trong giai đoạn 3 tháng cuối năm 2023 này, người làm ăn kinh doanh, nếu có ý định đầu tư thì nên ưu tiên cân nhắc các kế hoạch chung và dài hạn, điển hình như đầu tư bất động sản, gửi tiết kiệm ngân hàng, tham gia chứng khoán. Đây sẽ là những sự lựa chọn an toàn về lâu về dài cho bản mệnh, nếu không muốn đồng tiền của mình cứ đứng im một chỗ. Nhìn chung, phương diện tài chính trong giai đoạn không thật sự quá khởi sắc, vận tài lộc có, nhưng để có một khoản như ý thì bản mệnh chủ cần phải đề cao các phương án tích lũy. Ngoài ra, với các hoạt động đầu tư đã triển khai, quý nam nên áp dụng phương pháp cuốn chiếu để thu hồi vốn, tránh tình trạng tiền bạc thất thoát nhiều khi có vấn đề không mong muốn xảy ra. Trong 3 tháng cuối năm Quý Mão, kiên nhẫn và bình tĩnh là hai yếu tố chính giúp tình cảm gia đình của bản mệnh Quý Sửu tiến triển tốt đẹp. Sự thấu hiểu và sẻ chia kịp thời sẽ giúp dập tắt triệt để các hiểu lầm khi vừa mới nhanh nhóm. Nếu làm được những điều trên thì cuộc sống gia đạo năm 2023 của nam tuổi Quý Sửu sẽ rất ấm êm, hòa thuận và hạnh phúc. Bước sang 3 tháng cuối năm, phương diện sức khỏe của quý nam khá ổn định, mệnh chủ ít ốm đau, bệnh vặt, nếu có bệnh cũng sẽ rất nhanh khỏi. Tuy nhiên, bản mệnh không nên quá chủ quan, thay vào đó, cần tập cho mình thói quen thể dục thể thao thường xuyên, cũng như chú ý tới việc bổ sung dưỡng chất thiết yếu cho tuổi ngũ tuần. Nam mạng tuổi Quý Sửu 1973 không phạm hạn thái tuế, trong năm Quý Mão, những năm người tuổi Sửu phạm tam tai là Tý, Sửu, Hợi. Dựa theo đó, có thể thấy năm Quý Mão 2023 không phải là năm tam tai của người tuổi Sửu. Mệnh chủ tuổi Quý Sửu 1973 không phạm thái tuế khi bước sang năm 2023. Bước sang năm 2023, người nam sinh năm 1973 sẽ sang tuổi 51, tính cả tuổi mụ. Theo cách tính này, mệnh chủ phải phạm hạn kim lâu thân, cần đề phòng kẻ tiểu nhân hãm hại. Theo phong thủy, người nam tuổi Quý Sửu được khuyên nên cân nhắc kỹ lưỡng nếu có ý định xây nhà ở tuổi 51, trong trường hợp đã có kế hoạch từ trước. Bản mệnh có thể thử xem xét và tìm hiểu các phương pháp dài hạn như cúng sao, mượn tuổi xây nhà, nhờ người hợp tuổi đại diện triển khai và thực hiện các nghi lễ liên quan. Riêng với nữ mạng, từ nay tới Tết 2024, vận trình công việc của quý nữ tuổi Quý Sửu đang trên đà phát triển ổn định. Trong 3 tháng cuối năm này, mệnh chủ nên ưu tiên tập trung phát triển và hoàn thành các dự định còn đang dang dở, tránh đưa nhiều sự thay đổi trong công việc hay mở mang đầu tư kinh doanh với quy mô lớn. Tài vận của người nữ sinh năm 1973 trong 3 tháng cuối năm tương đối hanh thông, phương diện sự nghiệp ổn định, giúp vận trình tài chính vững vàng. Tuy nhiên, năm này mệnh chủ cần ưu tiên tích lũy để đề phòng các tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Trong năm, quý nữ cũng nên hạn chế tham gia đầu tư hoặc cho người khác vay mượn tiền với số tiền quá lớn. Gia đạo của nữ mạng tuổi Quý Sửu 1973 tương đối êm đẹp và viên mãn, bản mệnh có thêm được nhiều khoảnh khắc vui vẻ và ý nghĩa bên những người thân yêu. Vốn là người khéo léo, có tấm lòng vị tha và rất biết cách vun vén gia đình, nên đời sống tình cảm của quý nữ rất ít khi xảy ra bất đồng. Áp lực từ công việc và đời sống cá nhân đôi lúc sẽ khiến tinh thần của người nữ tuổi Quý Sửu bị ảnh hưởng. Năm này, mệnh chủ nên tránh tự tạo áp lực cho bản thân, tránh thức khuya, bỏ bữa, thay vào đó nên dành nhiều thời gian hơn để thư giãn và bên cạnh gia đình. Trong năm 2023, nữ mạng tuổi Quý Sửu không bị tác động bởi hạn thái tuế, mệnh chủ có thể an tâm để triển khai các dự định quan trọng. Năm Quý Mão 2023
không phải là năm tam tai của nữ tuổi Quý Sửu. Năm 2023, nữ tuổi Quý Sửu 51 tuổi âm, phạm kim lâu thân. Nữ tuổi Quý Sửu khi bước sang tuổi 51, trong năm này vận trình bị tác động bởi hạn hoang ốc. Nếu mệnh chủ đã có ý định xây dựng, sửa sang nhà cửa từ trước, thì nên cân nhắc tới việc mượn tuổi từ người thân hợp phong thủy. Đây sẽ là giải pháp rất hiệu quả để giúp mọi việc được hanh thông thuận lợi và may mắn. Thưa quý anh chị tuổi Quý Sửu 197 thân mến, sống tới từng này tuổi rồi, nhưng anh chị đã thật sự hiểu về tính cách hay bản tính thật sự sâu bên trong con người của mình chưa? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu về đặc trưng tính cách của mình nhé! Trong 12 con giáp, mỗi tuổi đều mang cho mình một bản sắc, đặc điểm độc đáo riêng, tuổi Quý Sửu cũng không phải là một ngoại lệ, mỗi tuổi tồn tại nhiều ưu điểm, cũng như không ít nhược điểm, chính những điều này đóng vai trò quan trọng trong việc tạo thành cuộc sống, sự nghiệp và vận may của họ. Vậy những điều gì đã góp phần mang lại thành công cho những người tuổi Quý Sửu trong hành trình cuộc sống của họ? 1. Kiên nhẫn và tinh thần trách nhiệm cao. Trong văn hóa Á Đông, châu tượng trưng cho tinh thần siêng năng và kiên trì, do đó những người sinh vào năm Quý Sửu được coi là những người mang trong mình sự phấn đấu đáng khâm phục. Kết bạn, kết giao với người tuổi Sửu, bạn sẽ thấy họ luôn toát lên tinh thần trách nhiệm, họ sẽ không ngừng cố gắng để hoàn thiện mọi nhiệm vụ mà họ đảm nhận và việc từ bỏ trước khi đạt được mục tiêu là điều họ hiếm khi thực hiện. Từ góc độ này, người tuổi Quý Sửu hiểu rõ mình cần phải làm gì và biết trọng trách mà họ phải đảm đương. Trong cả cuộc sống và sự nghiệp, khả năng nhận trách nhiệm và họ giúp đỡ thành công với đối tác đáng tin cậy. 2. Trung thực và thẳng thắn. Thực tế đây vừa là một điểm mạnh, vừa là một điểm yếu đối với người thuộc tuổi Sửu, khác với người tuổi Tý khéo léo, hòa đồng. Những người tuổi Quý Sửu thường thẳng thắn, bộc trực và không thích nói dối hay che giấu sự thật. Sự trung thực này giúp họ tạo dựng hình ảnh chân thật và đáng tin cậy trong mắt người khác, đồng thời dễ dàng thu về sự tôn trọng và tin tưởng từ mọi người xung quanh. Tuy nhiên, điều này cũng có thể khiến họ gặp khó khăn khi đối mặt với những tình huống cần sự tế nhị, khi sự thẳng thắn của họ gây sự thất vọng cho người khác. 3. Thực tế, ít phù phiếm. Tuổi Quý Sửu là một trong những đại diện tiêu biểu, sống thực tế trong 12 con giáp, đối với họ, mộng phù hoa là điều gì đó quá xa xỉ, họ không buộc mình vào những giấc mơ màu hồng. Và thực tế thì họ khá là kén chọn, những lời khoác lác quá mức và những lời tâm bốc hoa mỹ làm cho người tuổi Quý Sửu cảm thấy không thoải mái. Họ cho rằng điều này có thể làm tổn thương giá trị của họ, họ không mắc bẫy những giấc mơ mơ hồ và thường xem xét mọi thứ thật kỹ lưỡng. Các đặc điểm tích cực này giúp xác định cá tính của người tuổi Quý Sửu và giúp họ xây dựng được mạng lưới quan hệ xã hội để phát triển cuộc sống của bản thân. Tuy nhiên, ngoài các đặc điểm tích cực cũng có những khía cạnh hạn chế, ví dụ họ có thể đứng đầu và báo thù, không sẵn sàng thay đổi hoặc thỏa hiệp. Ngoài ra, một số người tuổi này có thể thiếu đi sự linh hoạt và khó chấp nhận những thay đổi mới. Tam hợp, nhị hợp của tuổi Quý Sửu 1973 là những tuổi nào? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu nhé! Dựa vào quan hệ tương sinh trong vũ hành mà người ta xác định được nhóm tam hợp của tuổi Sửu gồm các tuổi Tỵ, Dậu, Sửu, đây còn được gọi là nhóm trí thức trong các nhóm tam hợp, bởi lẽ họ đều là những người thích tư duy và luôn phấn đấu hết mình để đạt được mục tiêu đã đề ra. Nhị hợp của tuổi Sửu là tuổi Tý, vì hành mộc của tuổi Sửu sẽ thường nhờ vào hành thủy của tuổi Tý để phát triển. Ngược lại, nếu tuổi Tý và tuổi Sửu cùng hợp tác với nhau trong làm ăn, sẽ thu hút được rất nhiều may mắn. Bên cạnh đó, trong tình duyên, nếu hai con giáp này kết tóc xe duyên với nhau thì gia đạo sẽ hưng long thịnh vượng, cuộc sống hạnh phúc. Trong 3 tháng cuối năm 2023 của tuổi Quý Sửu 1973 gồm có 1 tháng bình ổn, 2 tháng may mắn phát tài nhất là tháng cuối cùng của năm. Tử vi tháng 10 năm 2023 âm lịch. Nhiều sự cố trục trặc, tinh thần sa sút, người tuổi Quý Sửu có nguy cơ phải đương đầu với không ít sự cố và trục trặc. Vận trình tháng sa sút, mọi việc diễn ra không được như ý, ảnh hưởng không nhỏ đến tâm trạng và tinh thần của con giáp này. Nếu đánh mất bình tĩnh vào thời điểm này, bạn sẽ càng dễ mắc phải sai lầm nghiêm trọng hơn, thậm chí còn làm ảnh hưởng đến sự tín nhiệm của cấp trên với bản thân. Cạnh tranh ngày càng gay gắt, lại có tiểu nhân quấy phá, nên dù bản mệnh muốn yên ổn làm việc cũng khó, nhưng bản mệnh đừng vì vậy mà quá lo lắng. Chỉ cần bạn luôn bình tĩnh, giữ vững vị trí công việc và kiên trì nỗ lực tiến lên, tất cả mọi sóng gió sẽ nhanh chóng qua đi. Khi bạn không thể, đừng để tác nhân bên ngoài cuốn đi mới có thể đủ sáng suốt để tháo gỡ khỏi khó khăn. Tháng này, không có tài tinh chiếu mệnh, đường tài lộc của bản mệnh khá ảm đạm,
người làm công ăn lương tạm hài lòng với mức thu nhập hiện tại. Bởi sức lực có hạn nên chấp nhận làm bao nhiêu bưng bấy nhiêu, không tham vọng quá nhiều. Khi bạn hiểu rằng thời cơ thay đổi vẫn chưa tới, thì củng cố cũng là vô ích. Vận trình tình cảm ngày càng rối ren, phức tạp hơn, vợ chồng dễ nảy sinh mâu thuẫn, tranh cãi vì nhiều chuyện, sức khỏe có dấu hiệu sa sút do căng thẳng và áp lực kéo dài. Tình trạng này nếu không sớm được giải quyết dứt điểm, sẽ rất có hại cho cơ thể của bạn, do đó tuổi Sửu nên dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Tử vi tháng 11 âm lịch năm 2023. Lạc quan, chủ động trong mọi thay đổi, vận khí tiếp tục có xu hướng tăng, công việc trong tháng này của người tuổi Quý Sửu khá suôn sẻ. Có dấu hiệu dịch chuyển thay đổi môi trường làm việc, nhìn chung là xu hướng tích cực đáng để mong đợi. Vận trình tài lộc của người tuổi Quý Sửu trong khoảng thời gian này duy trì ở mức ổn định. Bên cạnh đó, chính tài mang lại dấu hiệu lạc quan nên tập trung vào công việc, chính ấn giúp cho Quý Sửu ôm đồm nhiều việc có khởi sắc, có lợi. Tình cảm của bạn trong giai đoạn này đã khởi sắc, có lợi cho người độc thân tìm kiếm nửa kia ưng ý, khá nhiều dấu hiệu giúp bạn cảm thấy tin tưởng và hạnh phúc trong tương lai. Về khía cạnh sức khỏe, bản mệnh nhớ chú ý cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi, đừng để mất ngủ quá dài, khiến cơ thể suy nhược nghiêm trọng. Tử vi sự nghiệp, vận khí tiếp tục có xu hướng tăng, công việc trong tháng này của người tuổi Quý Sửu khá suôn sẻ, có dấu hiệu dịch chuyển, thay đổi môi trường làm việc. Nhìn chung, tình hình công việc của bản mệnh lúc này có xu hướng tích cực, nếu có ý định ấp ủ thực hiện việc gì, thì bạn nên sớm thực hiện, bạn sẽ có thể nhận được sự hỗ trợ từ những người xung quanh. Vận trình sự nghiệp của người tuổi Quý Sửu trong tháng này có nhiều dấu hiệu khởi sắc, có thể bạn phải khởi động một dự án mới, một nhiệm vụ mới, tuy có chút thách thức nhưng rất đáng để thử và đó cũng là cơ hội để bạn phát huy năng lực của bản thân. Có một số thay đổi trong công việc và việc này khiến bạn khó chịu mà thay vào đó là sự hài lòng, vui vẻ. Chính thái độ này mà bạn đã có thể biến khó khăn thành cơ hội, nhờ đó mà mọi việc trở nên suôn sẻ hơn. Tử vi tài lộc. Tháng này tình hình tài chính không thể rực rỡ như người tuổi Quý Sửu mong chờ, nhưng nay đã dần đi vào ổn định hơn. Nhưng đừng vội đưa ra quyết định vội vàng gì vào khoảng thời gian này, bạn vẫn cần phải kiên nhẫn chờ đợi. Đối với một số việc cần xử lý, việc nợ nần mang lại cho bạn cảm giác an tâm hơn bao giờ hết và để tránh rơi vào tình trạng nợ nần, thì ngay từ lúc này bạn phải tránh xa các món đồ hấp dẫn, những lời chào mời từ những người bán hàng online. Dù có lúc người tuổi Quý Sửu nóng lòng muốn gia tăng tài sản, thu nhập thì vẫn phải chờ đợi tới thời điểm thích hợp hơn. Lúc này chưa phù hợp đâu, bạn nên học cách đánh giá lại tình hình và cẩn thận khôn ngoan hơn. Vì lúc này bạn không biết đâu là khoản đầu tư có lợi hay nó đang tiềm ẩn những rủi ro nào đó mà bạn không nhận ra. Tử vi tình duyên, có những thời điểm bản mệnh cảm thấy hoang mang, lo lắng, nhưng lúc này bạn đã an lòng hơn, cảm thấy tin tưởng khi niềm vui xung quanh bạn mỗi lúc một nhiều lên. Sẽ có người ngoài tác động tới chuyện tình cảm của bạn đấy, vì thế đừng vì lời ra tiếng vào mà bị xao động. Không nên nhạy cảm quá với những lời người ta nói, vì chính điều đó sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới hạnh phúc mà bạn đang có. Tử vi sức khỏe. Tiếp nối tử vi tháng 10 năm 2023 của tuổi Sửu, tháng này tình hình sức khỏe của bản mệnh có nhiều điều đáng lo. Dù bạn cố gắng chăm sóc sức khỏe đúng cách, nhưng có vẻ như bạn nhận được lời khuyên không đúng, hãy lắng nghe cơ thể của mình nhiều hơn để tìm ra cách phù hợp với chính bản thân mình mà thôi. Dạo gần đây, có thể vì lo lắng với những thay đổi, với những điều chưa thực hiện, nên bạn có đôi phần stress, nghĩ ngợi hơi nhiều, hoặc đơn giản là việc có thêm những ý tưởng mới, khiến bạn trăn trở khó ngủ. Đừng để tình trạng mất ngủ xảy ra quá thường xuyên, vì nó khiến cho bạn thiếu tỉnh táo vào ngày hôm sau. Khi được nghỉ ngơi, thì nên bỏ hết mọi việc sang một bên, để có một giấc ngủ thật ngon, để xử lý với những căng thẳng. Bạn có thể xem phim hài và làm việc bạn yêu thích. Khi bạn không thể ngủ được, đừng cố làm việc cảm thấy việc này phản tác dụng mà thôi. Tử vi tháng 12 năm 2023 âm lịch. Vận khí bất ổn, thách thức là không ít. Vận trình tháng chạm của tuổi này thăng trầm khó đoán, cơ hội khẳng định bản thân vẫn có, nhưng đồng thời bản mệnh cũng phải đối mặt với không ít thách thức. Vận trình sự nghiệp có nhiều điều không thực sự như ý, nhiều vấn đề phải lo nghĩ, bởi đương đầu với thái tuế, bạn cần tìm cách để nhận định đó là do vấn đề chủ quan của mình, hay do hoàn cảnh tác động, từ đó có cách khắc phục phù hợp để đón tình hình sớm có chuyển biến tích cực, nhất là khi Tết Nguyên đán đã cận kề. Dù công việc bận rộn và có khá nhiều chuyện cần giải quyết, nhưng con giáp này được đánh giá cao bởi khả năng điều tiết công việc tốt, nên việc khó cũng có thể ứng biến kịp thời. Hãy luôn giữ cái đầu lạnh trong mọi hoàn cảnh thì không có gì phải lo lắng. Đường tài lộc trong tháng vẫn ổn định, phải đợi tới cuối tháng mới có khoản thu đáng kể từ tuần Tết,
bạn cần chăm chỉ và nỗ lực hết mình như. Vậy bạn sẽ có thu hoạch xứng đáng. Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý chuyện chi tiêu, kẻo bị lạm cho việc chi tiêu sắm sửa Tết mà khiến ngân sách bị hao hụt quá nhanh. Dù tháng này không có đào hoa chiếu mệnh, nhưng chuyện tình cảm của tuổi Quý Sửu cũng không quá đáng lo ngại. Vợ chồng nên tránh chuyện Tết mà khắc khẩu, làm ảnh hưởng tới hòa khí trong nhà. Do áp lực việc đè nặng, nên sức khỏe của tuổi Quý Sửu trong tháng Giáp Tết khá thất thường nhất là về vấn đề tiêu hóa. Việc ăn uống, tiệc tùng liên miên, không đúng giờ giấc, lại sử dụng rượu bia nên tình trạng đau dạ dày xuất hiện. Ngoài ra, con giáp này cũng dễ bị mắc các bệnh về đường hô hấp như cảm cúm, ho hắng hay do sức đề kháng kém. Thưa quý vị, Đức Phật dạy, con người không cần quá tốt nhưng cũng không thể tử tế, sống có thể không nhiều thành tựu nhưng không thể sống vô ơn trong cuộc đời này. Người ta luôn phải ghi nhớ chữ lương tâm là lương tâm của chính mình, lương tâm là lòng biết ơn, là lời báo đáp lòng nhân ái, là người có phước nhất. Báo đáp lòng tốt là một loại đức, đáng khen ngợi và truyền bá rộng rãi, có người đức mới có tư cách được hưởng nhiều phước lành và may mắn, một lòng tốt cần một mùa xuân đền đáp. Mỗi người sẽ gặp nhiều người giúp đỡ mình trong cuộc sống, nhưng chúng ta phải biết cách báo đáp lòng tốt, nếu người khác giúp đỡ mình, chúng ta phải biết ơn và giúp lại họ vào lúc khác. Kinh Quán Thế Âm có nói, thế gian có bốn loại lòng tốt của cha mẹ, lòng tốt của chúng sinh, lòng tốt của vua và lòng tốt của Tam Bảo, trước mọi lòng tốt. Mỗi khi nhận được người khác giúp đỡ, chúng ta phải biết báo ơn, báo đáp ân huệ và giúp đỡ người khác để mỗi ngày có một cuộc sống trọn vẹn và tràn đầy lòng biết ơn với thế giới. Bản tính xấu xa nhất của con người là không biết báo đáp lòng tốt, người khác giúp mình thì mình lại quay sang cắn người khác, người như vậy không đáng để hưởng phước trên đời này. Được người khác giúp đỡ là điều tốt đẹp nhất và điều hạnh phúc nhất. Khi được người khác giúp đỡ là bạn đã có phúc, nhưng chỉ khi biết báo đáp lòng tốt thì bạn mới tích lũy được nhiều phúc lành hơn. Tâm có Phật thì tấm lòng đại bi, bao dung tất cả chúng sinh vô điều kiện, nhà nào tích thiện hành thiện thì luôn được an vui, hạnh phúc, người nào tích thiện thì luôn may mắn. Mỗi người đều có một tấm lòng từ bi là nền tảng của mọi điều kiện và là kho tàng của mọi đức hạnh, vì vậy chúng ta phải luôn biết yêu thương mọi vật xung quanh mình. Bên dưới sự liêm chính, bạn phải có một trái tim nhân ái, phải có lòng nhân ái trong cách cư xử, trong cuộc sống hàng ngày, đừng tùy ý làm hại những sinh vật nhỏ bé trong tự nhiên, và đừng chà đạp lên mọi sinh vật, chỉ bằng cách luôn sống từ bi thì bạn mới có thể cứu độ tất cả chúng sinh và từ đó cũng có thể cứu sống chính mình. Trong vòng luân hồi của cõi trời, nếu làm việc thiện thì công đức sẽ không bị uổng phí, khi nghiệp duyên gặp nhau thì quả lành sẽ tự nhiên đến, một nụ cười, một sự ngạc nhiên vui vẻ, một bàn tay giúp đỡ, hoạt động tình nguyện đều là những hình thức cho đi của cải nội tâm, chỉ cần ý định của bạn trong sáng thì bạn sẽ được ban phước. Vâng, cảm ơn quý anh chị đã quan tâm đón đọc những chia sẻ của ban biên tập chương trình về Minh Đường Tử Vi, kính chúc anh chị cùng toàn gia chung năm Quý Mão, phúc khang an thái, phúc lai tai tống, phúc lộc tựa vân lai, đừng quên đăng ký và để lại bình luận bên dưới video. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.